Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Chính phủ Iran ra thông cáo sau khi Tổng thống Raisi qua đời trong tai nạn trực thăng. Chính phủ Iran ra thông cáo xác nhận Tổng thống Iran, ông Ebrahim Raisi, tử vì đạo và ca ngợi những đóng góp của ông cho nước này. Ngày 20 tháng 5, chính phủ Iran đã ra thông cáo chính thức về việc Tổng thống Iran, ông Ebrahim Raisi, qua đời trong vụ rơi trực thăng. Thông cáo được đưa ra sau cuộc họp khẩn của chính phủ Iran, theo hãng tin IRNA. Trong thông cáo, chính phủ Iran nêu rõ ông Raisi đã tử vì đạo vào đúng kỷ niệm ngày sinh của Imam Reza, vị Imam, một vị trí lãnh đạo trong Hồi giáo thứ 8 của người Hồi giáo Shia. Theo thông cáo, ông Raisi đã làm việc chăm chỉ, không biết mệt mỏi và đã có sự hy sinh cao độ trên con đường phục vụ đất nước. Thông cáo cũng nhấn mạnh, ông Raisi luôn thực hiện các hành động giúp Iran tiến lên. Thông cáo cũng gửi lời chia buồn sau sự kiện tử vì đạo của Tổng thống Raisi. Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian, Thống đốc tỉnh Đông Azerbaijan ông Malek Ramati, người đứng đầu đội bảo vệ ông Raisi và các quan chức khác đi cùng họ. Chúng tôi đảm bảo với quốc gia yêu quý của chúng tôi rằng con đường phục vụ sẽ tiếp tục với tinh thần không mệt mỏi của ông Raisi, người anh hùng và người phục vụ của quốc gia, người bạn trung thành của giới lãnh đạo, với sự giúp đỡ của đấng toàn năng và sự hợp tác của những người đáng tôn trọng, sẽ không có thiếu sót trong việc quản lý đất nước này, theo thông cáo. Chân dung Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng. Nhà lãnh đạo chính trị 63 tuổi này từ lâu đã được coi là người kế nhiệm hiển nhiên của lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người có quyền lực cao nhất ở Iran. Là người có uy tín lớn với mối quan hệ sâu sắc trong giới tinh hoa tư pháp và tôn giáo, Ebrahim Raisi, một chính trị gia theo đường lối cứng rắn và bảo thủ về tôn giáo, lần đầu tiên tranh cử tổng thống vào năm 2017 nhưng thất bại. Cuối cùng ông đắc cử tổng thống vào năm 2021. Ông Raisi bắt đầu theo học tại chủng viện tôn giáo, Qom nổi tiếng khi mới 15 tuổi và tiếp tục theo học một số học giả Hồi giáo vào thời điểm đó. Khi mới ngoài 20 tuổi, ông đã được bổ nhiệm làm công tố viên ở nhiều thành phố cho đến khi được cử làm phó công tố viên thủ đô Tehran. Năm 1983, ông kết hôn với con một giáo sĩ Hồi giáo cấp cao tên là Jamilet Ala Monhoda và hai người có hai cô con gái. Ông không được lòng phe đối lập Iran và vào năm 1988 còn bị Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt với cá nhân. Năm 1989, ông Raisi được bổ nhiệm làm công tố viên Tehran sau cái chết của lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini. Raisi tiếp tục thăng tiến qua các cấp bậc dưới thời người kế nhiệm Khomeini là lãnh đạo tối cao hiện tại Ayatollah Khamenei. Ông trở thành chủ tịch của Astan Quad Rajavi, tổ chức tài trợ tôn giáo lớn nhất ở Iran, vào ngày 7 tháng 3 năm 2016 và điều này đã củng cố vị thế của ông trong nền chính trị Iran. Uy tín của ông Raisi trong các nền tảng tôn giáo rất mạnh mẽ, với mối quan hệ vững chắc với lãnh tụ quá cố Khomeini cũng như lãnh tụ hiện tại Khamenei, người đã bổ nhiệm ông vào một số chức vụ cấp cao. Ông Raisi cũng đã nỗ lực duy trì mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các nhánh của chính phủ, quân đội và lập pháp, cũng như giai cấp thống trị thần quyền đầy quyền lực. Tuy nhiên, ông đã phải lãnh đạo Iran trong thời điểm công chúng đang bất bình với mức sống ngày càng sa sút, một phần do các lệnh trừng phạt của phương Tây và với các chính sách bị chỉ trích là ưu tiên quốc phòng hơn các vấn đề trong nước. Vào cuối năm 2022, sự phẫn nộ của công chúng bùng phát sau cái chết của cô gái 22 tuổi, Mahsa Amini, trong trại giam của cảnh sát đạo đức Iran. Amini bị bắt giữ khi cô rời ga tàu điện ngầm ở Tehran cùng với các thành viên trong gia đình vì bị cáo buộc không tuân thủ quy định về bắt buộc đeo khăn trùm đầu Hồi giáo. Các cuộc biểu tình đã gây chấn động Iran trong nhiều tháng với những hình ảnh như phụ nữ cởi hoặc đốt khăn trùm đầu và cắt tóc để phản đối. Làn sóng biểu tình kết thúc vào giữa năm 2023 sau khi khoảng 500 người thiệt mạng khi lực lượng an ninh tiến vào để giải tán đám đông. 7 người sau đó bị xử tử vì vai trò trong vụ bất ổn. Hình ảnh Tổng thống và Ngoại trưởng Iran trên chiếc trực thăng trước khi mất tích. Ngày 19 tháng 5, hãng tin IRIN của Iran đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh Tổng thống Iran, ông Ebrahim Raisi và các quan chức Iran trên trực thăng trước khi bị rơi. Trong đoạn video, ông Raisi ngồi cạnh Ngoại trưởng Iran, ông Hossein Amir Abdollahian trên chiếc trực thăng đang bay qua một con đập. Ông Raisi khi đó đang nhìn ra cửa sổ.
Ông Raisi cùng các quan chức ngày 19 tháng 5 đến tỉnh Đông Azerbaijan, Tây Bắc Iran, giáp với Azerbaijan để dự lễ khánh thành đập Kit Kalashi. Với sự hiện diện của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, đập Kit Kalashi là con đập thứ 3 mà Iran và Azerbaijan xây trên sông Arad ở biên giới hai nước. Sau buổi lễ, các quan chức Iran lên ba trực thăng trở về. Bộ trưởng Nội vụ Iran Ahmed Vahidi cho hay, trực thăng chở Tổng thống Raisi đã phải hạ cánh khẩn do thời tiết xấu. Vị trí trực thăng gặp sự cố ở rừng Ditma giữa hai thành phố Vazakan và Zonfa. Hiện chưa rõ số phận những người có mặt trên trực thăng. Hai chiếc còn lại đều đến điểm đến an toàn. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết trực thăng chở Tổng thống Iran rơi là chiếc Bell 212 thuộc dòng Bell Textron do Mỹ sản xuất. Có những ai trong chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran rơi? Truyền thông Iran đưa tin có tổng cộng 9 người trên chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi rơi hôm 19 tháng 5. Ngày 20 tháng 5, hãng Tasnim đưa tin có tổng cộng 9 người trên chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi rơi hôm 19 tháng 5. Theo Tasnim, 9 người trên trực thăng bao gồm Tổng thống Raisi, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian, tỉnh trưởng tỉnh Đông Azerbaijan, Iran, ông Malek Ramati, giáo sĩ Imam Mohammed Ali Alehassem, cơ trưởng cơ phó trưởng đoàn, người đứng đầu bộ phận an ninh và một vệ sĩ. Trực thăng chở Tổng thống Iran rơi gần thành phố Zonfa, Iran trong lúc chở ông Raisi trở về sau chuyến công du đến nước láng giềng Azerbaijan. Hoạt động tìm kiếm vẫn tiếp diễn trong điều kiện thời tiết xấu. Cận cảnh chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran rơi. Ngày 19 tháng 5, chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran, ông Ebrahim Raisi, đã gặp sự cố khi ông Raisi đang trên đường trở về sau chuyến công du đến nước láng giềng Azerbaijan, hãng thông tấn Iran Tasnim đưa tin. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng Iran đã xác định được địa điểm trực thăng rơi. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm thấy ông Raisi và các quan chức. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết trực thăng chở Tổng thống Iran rơi là chiếc Bell 212 thuộc dòng Bell Textron do Mỹ sản xuất. Do Bell Textron Inc., một nhà sản xuất hàng không vũ trụ của Mỹ có trụ sở tại thành phố Fort Worth, bang Texas sản xuất. Bell 212 là một trong những mẫu trực thăng mang tính biểu tượng của hãng, theo hãng tin First Post. Được giới thiệu lần đầu tiên vào cuối những năm 1960, Bell 212 nhanh chóng khẳng định mình là một con ngựa thổ trong ngành công nghiệp trực thăng. Với cấu hình động cơ đôi, Bell 212 mang lại công suất và độ tin cậy cao hơn so với phiên bản cũ Bell 205. Nhờ các đặc tính đó, Bell 212 được cho là rất phù hợp cho nhiều nhiệm vụ bao gồm vận tải, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy và hoạt động quân sự. Theo hãng công nghệ trực thăng Skyline Helicopter Technology, các hoạt động bảo dưỡng thường gặp liên quan đến chiếc Bell 212 gồm sửa chữa các khiếm khuyết về cấu trúc, thay thế các bộ phận do ngừng hoạt động, tân trang máy bay, thay thế dây điện, nội thất, nâng cấp hệ thống điện tử hàng không. Dù nổi tiếng là dòng trực thăng có độ an toàn cao, Bell 212 không may dính vào một số vụ tai nạn đáng chú ý trong những năm qua. Vào năm 1997, một chiếc Bell 212 do hãng vận tải hàng không Petroleum Helicopter vận hành đã bị rơi ngoài khơi bờ biển bang Louisiana, Mỹ, khiến 8 người thiệt mạng. Chiếc trực thăng khi đó đang thực hiện nhiệm vụ vận chuyển ngoài khơi như thường lệ thì gặp sự cố cơ học dẫn đến hậu quả thảm khốc kể trên. Trong một sự cố khác, vào năm 2009, một chiếc Bell 212 do Colgat Helicopter vận hành đã bị rơi ngoài bờ biển tỉnh Newfoundland, Canada, cướp đi sinh mạng của 17 trong số 18 người trên máy bay. Chiếc trực thăng đang trên đường đến một giàn khoan dầu ngoài khơi thì bị mất áp suất dầu ở một động cơ, buộc phi hành đoàn phải cố gắng hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực Bắc Đại Tây Dương. Bất chấp những nỗ lực an toàn, chỉ có một người sống sót được tìm thấy trong vụ tai nạn này. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ rơi máy bay chở ông Raisi. Nơi trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi bị rơi. Giới chức Iran thông báo lực lượng cứu hộ đã tới được vùng đất Ditma ở tỉnh Đông Azerbaijan, phía bắc đất nước nơi trực thăng Tổng thống Ebrahim Raisi bị rơi. Theo truyền thông Iran, trực thăng gặp nạn ở khu vực rừng núi hiểm trở giữa hai thành phố Vazakan và Zonfa thuộc tỉnh Đông Azerbaijan hôm 19 tháng 5, trong lúc ông Raisi đang trên đường trở về sau khi cùng Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev dự lễ khánh thành đập nước Kit Kalashi ở khu vực biên giới giữa hai nước. Lúc gặp nạn, ngoài Tổng thống trên trực thăng còn có Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian, Thống đốc tỉnh Đông Azerbaijan Malek Ramati và một số quan chức cấp cao khác của Iran. Hãng thông tấn quốc gia Iran IRNA dẫn lời một số cư dân địa phương kể họ đã nghe thấy các tiếng động đáng chú ý trong khu vực vào thời điểm đó.
65 đội phản ứng nhanh với trang thiết bị đầy đủ, bao gồm cả máy bay không người lái UAV và chó nghiệp vụ, 8 xe cứu thương đã được phái tới hiện trường. Quân đội và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cũng điều động các đơn vị biệt kích và lính đặc nhiệm đến hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, cứu nạn xuyên đêm. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Y tế Iran Bahram Einollahi, địa hình hiểm trở cùng điều kiện thời tiết xấu có mưa lớn và đặc biệt là sương mù dày đặc trong khu vực đang cản trở các nỗ lực nói trên, khiến chiến dịch tìm kiếm cứu hộ có thể mất nhiều thời gian. Một phát ngôn viên của Cơ quan ứng phó các tình huống khẩn cấp Iran nói, nhà chức trách đã cử một trực thăng khẩn cấp tới hỗ trợ, nhưng máy bay này buộc phải quay trở lại do không thể hạ cánh xuống khu vực bị sương mù bao phủ dày đặc. Các quan chức quân đội tham gia chiến dịch cứu hộ tiết lộ, họ vẫn chưa xác định được địa điểm chính xác rơi trực thăng. Hiện cũng chưa rõ tình trạng của ông Raisi và các quan chức tháp tùng trên trực thăng. Tài khoản chính thức của Tổng thống trên Instagram và kênh truyền hình quốc gia Iran đã kêu gọi người dân nước này cầu nguyện cho ông cũng như đoàn tùy tùng. Hãng thông tấn Tasnim đưa tin, Tổng thống Azerbaijan Alizev tuyên bố đất nước của ông sẵn sàng trợ giúp Iran trong chiến dịch tìm kiếm cứu nạn trực thăng bị rơi. Theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai máy bay tiên tiến, một trực thăng và 50 nhân viên cứu hộ trên núi chuyên nghiệp của Moscow sẽ tới Tabriz, thủ phủ tỉnh Đông Azerbaijan trong một giờ nữa để giúp lực lượng cứu hộ Iran. Janet Lenasik, ủy viên châu Âu về quản lý khủng hoảng thông báo, sau khi nhận được yêu cầu từ Iran, Liên minh châu Âu EU đang kích hoạt dịch vụ lập bản đồ vệ tinh phản ứng nhanh Copernicus MS. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã nghe báo cáo về vụ rơi trực thăng chở Tổng thống Iran. Trong khi đó, kênh 13 của Israel dẫn lời các quan chức nước này quả quyết Tel Aviv không liên quan đến sự cố. Người dân Iran cầu nguyện cho Tổng thống Iran. Người dân Iran đau đớn cầu nguyện trước tin Tổng thống Ebrahim Raisi và nhiều quan chức thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng. Hôm 20 tháng 5, hàng loạt cơ quan tin tức ở Iran đưa tin Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng. Từ khi có thông tin về vụ tai nạn, rất nhiều người dân Iran đã cầu nguyện trong đau đớn và lo lắng. Hàng nghìn tín đồ Hồi giáo cầu nguyện và chờ đợi tin tức về Tổng thống Raisi mất tích do sự cố trực thăng, một số lo sợ kịch bản xấu nhất. Họ tập trung tại các nhà thờ trên khắp đất nước, trong đó có đền thờ Imam Reza, nổi tiếng tại thành phố quê hương Mashhad của ông Raisi, cũng như tại quảng trường Valiask ở trung tâm thủ đô Tehran. Quốc tế phản ứng về việc trực thăng chở Tổng thống Iran rơi. Cộng đồng quốc tế đã bày tỏ sự cảm thông và lo lắng sau khi máy bay chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi rơi hôm 19 tháng 5 và vẫn chưa tiếp cận được Tổng thống, theo đài CNN. Trực thăng chở Tổng thống Iran rơi gần thành phố Jonfa, Iran, trong lúc chở ông Raisi trở về sau chuyến công du đến nước láng giềng Azerbaijan. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Iran đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ trong việc tìm kiếm chiếc trực thăng và Thổ Nhĩ Kỳ đã cử 6 phương tiện và 32 nhân viên cứu hộ đến Iran. Tổng thống Pakistan, ông Asif Ali Zardari, đã gửi những lời cầu nguyện chân thành và những lời chúc tốt đẹp cho sức khỏe và sự an toàn của Tổng thống Raisi để ông có thể tiếp tục phục vụ đất nước. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên X rằng Ấn Độ đoàn kết với người dân Iran trong giờ phút đau buồn này và cầu nguyện cho sự an toàn của Tổng thống và đoàn tháp tùng của ông. Người phát ngôn của Thủ tướng Iraq cho biết, Bộ Nội vụ nước này đã chỉ đạo các nguồn lực từ tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Iraq và các cơ quan chức năng khác sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm. Các bộ ngoại giao Armenia và Saudi Arabia đều đề nghị hỗ trợ các hoạt động cứu hộ. Ngày qua, Hamas đã ra tuyên bố bày tỏ mối quan ngại sâu sắc khi trực thăng chở Tổng thống Iran rơi. Trong sự cố đau đớn này, chúng tôi bày tỏ tình đoàn kết với Cộng hòa Hồi giáo Iran, bản lãnh đạo, chính phủ và người dân nước này. Đồng thời, chúng tôi cầu xin Thánh Allah toàn năng bảo vệ và đảm bảo an toàn cho Tổng thống Iran và phái đoàn tháp tùng ông, theo tuyên bố của Hamas. Tổng thống Iran qua đời tác động thế nào tới địa chính trị Trung Đông? Theo tờ Intelli News, Phó Tổng thống thứ nhất của Iran, ông Mohammad Mokber, về lý thuyết sẽ đảm nhận vai trò Tổng thống lâm thời Iran. Điều này sẽ diễn ra khi lãnh đạo tối cao Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, chính thức xác nhận. Sự thay đổi lãnh đạo đột ngột này làm nổi bật tính độc đáo của hệ thống phân cấp chính trị của Iran. Trong đó, đứng đầu là lãnh tụ tối cao, người có quyền lực tối cao đối với nhà nước. Tổng thống với tư cách là người đứng đầu chính phủ, đóng vai trò là người chỉ huy thứ hai, quản lý các công việc hàng ngày và đại diện cho đất nước trên trường quốc tế. Bên cạnh những tác động với Iran, giới quan sát cho rằng sự ra đi của Tổng thống Raisi cũng khiến bức tranh địa chính trị Trung Đông thêm phần rối ren khi sự việc xảy ra vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm ở Trung Đông. Vụ
Vụ tai nạn của ông Raisi xảy ra đúng một tháng sau loạt tấn công ăn miếng trả miếng giữa Israel và Iran. Diễn biến mà giới quan sát mô tả là lần đầu cuộc đối đầu hàng thập niên giữa hai kỳ phùng địch thủ bước ra ánh sáng. Ngày 13 tháng 4, Iran dưới sự chỉ huy của Tổng thống Raisi và lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã phóng hàng trăm máy bay không người lái UAV và tên lửa đạn đạo vào Israel để đáp trả vụ đại sứ quán Iran ở Syria. Chúng không kích làm nhiều thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC thiệt mạng, mà Iran cho rằng Israel là thủ phạm. Đến ngày 19 tháng 4, Israel được cho là đã đáp trả bằng một cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran. Song song đó, xung đột giữa Israel và Hamas tiếp tục hoành hành trên dải Gaza và lôi kéo nhóm các Hồi giáo vũ trang được Iran hậu thuẫn như Hezbollah, Houthi vào cuộc. Trong bối cảnh khu vực phức tạp, sự ra đi của ông Raisi, người vốn có tư tưởng cứng rắn và được cho sẽ kế nhiệm vị trí lãnh đạo tối cao Iran từ ông Ayatollah Ali Khamenei, gây ra cú sốc cho giới lãnh đạo Iran cũng như trục kháng chiến của Tehran. Ngay sau thông tin ông Raisi gặp nạn, Hamas đã đưa ra tuyên bố bày tỏ mối quan ngại sâu sắc và khẳng định sự đoàn kết với nước Cộng hòa Hồi giáo. Trong sự cố đau đớn này, chúng tôi bày tỏ tình đoàn kết với Cộng hòa Hồi giáo Iran, ban lãnh đạo, chính phủ và người dân nước này, theo tuyên bố của Hamas. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng chính sách của Iran trong khu vực sẽ không thay đổi nhiều sau sự ra đi của ông Raisi, vì phần lớn chính sách đối ngoại của nước này do lãnh đạo tối cao đề ra. Viết trên tờ The Conversation, Phó giáo sư Eric Loeb, chuyên gia về chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học Quốc tế Florida, Mỹ, cho rằng Iran thời gian tới sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn với các đồng minh mới và theo đuổi cuộc đối đầu có tính toán chống lại các đối thủ truyền thống. Đáng chú ý, truyền thông nhà nước Iran phần lớn gọi vụ tai nạn hôm 19 tháng 5 là một sự cố chứ không phải một tai nạn, không loại trừ khả năng Israel hoặc Mỹ đóng một vai trò nào đó trong vụ việc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!